chạy món ăn của nước chữ dạng dáng vẻ thì có hơi gầy nhưng lại biết cách phục vụ cuộc sống qua những món ăn ở nơi đây. Sau phố phường những hàng quán những ven đường các chất thực dần đến lạc đường, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được một mối quen quần ba bốn đi được bên cạnh một cây trà đá những tí ấp chân một chỗ hôm nay thấy sao đậm đà. Ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu, từ xưa đến nay không quan trọng hóa bằng không cần miếng miêu. Hạnh phúc cho em có gì đơn giản một điều là tìm được yêu. Những bát bún, bánh mì xay, bánh mì xay. Hòa mi. Anh ơi, anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh xèo? Hoàn toàn thắn ở ngay hàng chiếu nghe trong đó ấu triệt bún đậu mắm tôm không thể thiếu, phở là đặc sản lâu năm dành cho những người dành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều. Thang lang thang quanh ngõ con người chán ăn, ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều, vỉa hè hay cửa hiệu